Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Ông Mật và Ông Bầu. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Một sớm mùa hè, Ông Mật và Ông Bầu cùng mang một thùng mật đến nhờ ông bò vẽ phân xử. Hai bên đều nói đó là mật của mình. Nhìn thùng mật vàng óng đang tỏa hương thơm ngào ngạt, ông bò vẽ không phân xử được mật là của ai. Bướm vàng nói, cứ theo màu sắc và hương thơm thì chỗ mật thơm ngon này chắc là của ông Mật. Nhưng trong tổ của ông Bầu tôi cũng thấy có mật như thế. Kiến thì bảo nên nhờ bác gấu phân xử. Đợi kiến nói xong, ông Mật bèn lên tiếng. Chả cần phải nhờ ai, cứ để tôi và ông Bầu cùng làm mật. Ai làm ra được thứ mật ngọt ngào này thì thùng mật là của người đó. Ông Bầu lập tức từ chối làm mật. Thế là đã rõ, ông Bầu không biết làm mật. Ông vò vẽ xử số mật kia là của ông Mật. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!